Đất tổ có lẽ là chúng ta biết rồi, một trong những cái map cũng khá là quen thuộc, nhưng mà để chơi với hai người Việt thì cũng thực sự là rất là khó khăn khi chúng ta có cơ hội được trải nghiệm cùng nhau trong trận đấu này. Ở đây tôi sẽ sử dụng cải thiện các biện pháp khẩn cấp. Sử dụng item đấy chính xác luôn. Trinh sát này, đồng minh của chúng ta sẽ trinh sát được khu điểm A vậy này. Lúc này chúng ta đang sử dụng item gold cực kỳ là mạnh mẽ để chúng ta chơi trận đấu này. Mà chúng ta sẽ loại bỏ những đơn vị như là Adimilo ra khu phía ngoài để chúng ta tấn công xuống luôn, trường hợp họ chơi những cái đơn vị nhím các thứ nữa. Nhưng mà mình đang lấy một con xe xuống cản đường để tránh trường hợp họ trinh sát. Mình cải thiện nguồn cung thêm lần nữa. Bây giờ là thời gian mà mình sẽ lên level 3, khi mà nhà chính của chúng ta vẫn đang nhen nhóm là sẽ lên được level cao. Đây chúng ta vẫn phải chờ đợi xem họ có sử dụng biện pháp tấn công nhanh không, và họ đã có trinh sát từ quân của đỏ rồi. Mình khá là đáng khen ngợi khi mà đỏ biết đường trinh sát như vậy. Chúng ta đã xem được tất cả những cái không gian cũng như không gian trống, không gian hẹp ở bên trong của địch, và địch sẽ triển khai những thế như nào.
Đây mình tiếp tục mình cải thiện nguồn cung thôi. Nhà máy nước rất cần thiết các bạn ạ. Đây mình sẽ để nhà máy nước ở đằng sau luôn. Chứ mà mình tập trung nâng cấp trước. Như vậy là đã đủ rồi đấy. Khi mà nâng cấp xong chúng ta sẽ sản xuất luôn. Ở đây tem cải thiện nguồn cung chỉ được dành cho cái quá trình sản xuất thôi. Chúng ta cùng nhìn họ cũng đã lên Cyclone và những đơn vị rồi. Bây giờ là thời điểm mà then chốt, có thể là tổng tấn công ngay. Các bạn thấy là tôi đã ra tỉa, ra Adimilo rồi, Amadilo các bạn. Đây là những cái đơn vị mà các bạn thường xuyên sử dụng khi mà những cái rank thấp. Tuy nhiên thì trận đấu này mình thấy họ cũng đã tăng tốc lên rất là mạnh. Có Hiervi Assert. Lúc này mình thấy đồng minh cũng có nhiều trung tâm cấp và đội bên kia cũng ra được rớt rồi các bạn thấy. Tùy chọn lúc này họ không các đơn vị chế độ tuần tra. Ok. Họ vẫn đang xây dựng trung tâm cấp. Để mình xem họ có lên tranh chấp đến nguồn cung ở khu vực này không. Nếu như họ lên tranh chấp là mình sẽ đánh luôn trực tiếp vào trong luôn. Chính xác bên này. Chính xác ở bên này, bên cánh họ vẫn chưa thấy chính xác đánh đâu, tấn công. Nhà Trang tiêu giới tấn công luôn. Tranh thủ mình sẽ lên vài cái trung tâm cung cấp nữa.
đang thừa tiền các bạn. Họ lên trung tâm chỉ huy level 4 luôn rồi. Kinh nhỉ. Đối thủ đã phải ra đi rồi các bạn ạ. Sao dạo này cứ chơi 10 phút là thắng rồi nhỉ, 3 trận rồi. Ăn chắc. Mình sẽ kéo ra ngoài và đưa một ít gun xuống. Xem qua hợp đồng một chút, đó là Gradio hai hai nhà máy ấy thôi. Gradio này, Dragonfly. Dragonfly thì khó khó rồi. Tuy nhiên khó thì cũng phải làm bộ binh bằng quát nữa. Mình bây giờ full full quân số các bạn. Quân số rồi cho nên khó nhỉ. Còn hai công trình nữa thôi. Xong đơn vị đấy lại xong 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 với kia rồi, bây giờ hợp đồng là chơi bằng quát thì không được rồi, Leviathan thì không kịp, Dragonfly không kịp rồi, chúng không kịp tấn công được. Đồng đồng không kịp.